Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng Trần xin phép được quay cận cảnh hai chiếc Acer Swift 3. Hai chiếc này thì chúng Trần sẽ ship code cho anh Huy ở Buôn Ma Thuột và anh Đạt ở Thái Bình. Hai anh cùng đặt chung một ngày. Anh Huy và anh Đạt đây thì như hai có yêu cầu là em sẽ quay video up YouTube thì em sẽ quay liền cả hai máy cho anh luôn. Thì chiếc đầu tiên đây, đây sẽ là chiếc của anh Huy ở Buôn Ma Thuột. Còn đây sẽ là chiếc Acer Swift 3 của anh Đạt ở Thái Bình này nhé. Đấy, thì em sẽ làm con này trước. Đấy, cùng quay cùng video luôn cho hai xe cùng luôn. Đây Huy nhé. Ở trong máy của anh đây sẽ là hộp đứng từ Acer Outlet ra nhé. Đây là Acer Swift 3 này. Trong hộp sẽ có một sạc của anh, sạc là sạc 65W anh nhé, sạc Type-C 65W. Đấy, sạc Type-C 65W. Đây sẽ là máy thì sẽ được bỏ trong thùng khí từ hãng ra luôn. Đây, máy đẹp keng luôn, neon led. Đây sẽ là máy của anh Huy ở Buôn Ma Thuột anh nhé. Đây là mặt A của máy này, anh nhìn này. Ở hông bên trái đẹp keng luôn. Đấy, lát em sẽ đọc đúng serial mà anh Huy sẽ nhận đấy nhé. Ở hông bên trái của anh sẽ có cổng USB Type-A tốc độ cao này, cổng HDMI này và hai cổng Type-C này. Đây sẽ là cổng sạc anh nhé. Anh thể cắm cổng sạc ở cổng này luôn được. Đấy, đây là mặt sau gáy nhé, đẹp keng luôn. Đấy, có chữ Swift ở đây. Đấy, đây là mặt hông bên phải. Đây là khe cắm khóa Kensington này nhé. Đây là cổng USB Type-A. Đây là cổng jack tai nghe 3.5. Chiếc này gần như là các cổng thông dụng là full hết luôn, có cổng HDMI bên này luôn. Đây, đây là mặt trước này nhé. Đấy, đẹp keng luôn. Đấy. Ok. Đây sẽ là mặt đáy của máy. Mặt đáy của máy thì đây sẽ là máy của anh Huy ở Buôn Ma Thuột đấy nhé. Có serial đuôi là 1AE. 1AE nhé. 223400. Đấy, đây sẽ là máy của anh Huy. Mặt sau này thì đẹp keng luôn. Đây, quá đẹp. Ok, thì em sẽ để hộp sách của anh Huy sang bên này riêng. Đó, hộp sách là sạc cũng để riêng luôn. Đây, đây là máy Huy để riêng đây. Còn tiếp theo là máy của anh Đạt. Đang ở Thái Bình. Bên trong của anh đây cũng là hộp từ chính hãng của Acer Outlet Mỹ ra luôn anh nhé. Sạc của anh vẫn giống như sạc của anh Huy thôi. Đây, sạc của anh Đạt 65W, sạc Type-C. Đó. Đồ của anh Đạt anh để tự dưng xuống bên này. Bên trong máy thì cũng là một túi khí của từ máy. Đây là máy của anh Đạt nhé. Mặt A để kẹt. Nó giống nhau hết rồi. Đấy, hông bên trái đây. Đấy. Cũng có cổng USB Type-A này, HDMI này và hai cổng Type-C này. Đây là cổng sạc này nhé. Đấy, cắm sạc. Đây là sau gáy này. Đấy. Đấy. Đây hông bên phải này. Đấy. Nó giống nhau hết đấy. Đây là mặt trước này. Đấy. Còn đây sẽ là mặt sau của máy. Mặt sau của máy thì đẹp keng luôn. Đấy. Em sẽ đọc mấy serial cuối của máy anh Đạt anh nhé. Máy anh Đạt ở Thái Bình. Đó. 0CD4B3400. Đó. Đây sẽ là máy của anh Đạt. Đó. Em sẽ để sang ra đây. Em sẽ để sang này. Hai máy này thì em đã cài đặt cho anh đầy đủ hết rồi. Nên Win 11 các kiểu luôn. Win bản quyền. Đây sẽ là máy của anh Đạt, còn đây sẽ là máy của anh Huy. Em sẽ bật máy lên, em khởi động máy. Đây máy của anh Đạt nhé. Còn đây máy của anh Huy. Vẫn ở bên trái. Máy Đạt thì tất cả đồ ở bên này. Sẽ bàn giao lại đúng hình cho hai luôn.
em bàn giao máy của anh Đạt trước. Các phần mềm cơ bản em đã cài đặt xong hết rồi. Phần mềm này. Đây là máy của anh Đạt đấy nhá. Anh Đạt ơi, máy của anh là sẽ là chạy chiếc i5-1240P. Chiếc này sẽ có là 12 lõi và 16 luồng này nhá. Đấy. RAM cũng sẽ là RAM 16GB hàn chết trên main. 16GB hàn chết trên main. Đấy. Ổ cứng của anh đây. Ổ cứng của anh sẽ là ổ Samsung. Ổ Samsung của anh nhá. 512GB. Đấy, cạc Wi-Fi của anh sẽ là cạc Wi-Fi Killer 6E. Đấy, Wi-Fi Killer 6E. Còn đây sẽ là cạc đồ họa của anh là cạc Intel Iris Xe Graphics. Đấy, Xe Graphics. Còn đây sẽ là màn hình của anh nhé. Đấy, DIA rồi. Đấy. Đây là máy của anh Đạt. Anh Đạt ơi, đây là độ phân giải màn hình của máy của anh nhé, màn Full HD với tấm nền IPS, có tần số quét là 60Hz anh nhé. Đấy, đây là máy của anh Đạt. Ok, em đã bàn giao xong cấu hình của anh Đạt, em sẽ tắt máy đi và em sẽ để riêng cho bên phải. Đây ạ, anh Huyên, đây sẽ là máy của anh nhé. Cấu hình của anh vẫn y nguyên máy của anh Đạt thôi, i5-1240P này. Đấy, 12 lõi 16 luồng, RAM là 16GB này. Đấy, hàn chết trên main này. Bớt RAM của máy sẽ là 4267MHz này nhé. Đấy, chính vì hàn chết trên main cho nên là bớt RAM của máy Ultrabook nên cực kỳ cao. Đây, ổ cứng của anh đây, ổ SSD NVMe, tốc độ cao 512GB. Đấy, đây sẽ là cạc Wi-Fi của máy, Wi-Fi Killer 6E. Đấy. Còn đây sẽ là cạc cạc onboard của anh, Intel Iris Xe nhé. Đấy, còn đây sẽ là độ phân giải máy của anh. Đây, đây là màn hình. Màn hình của anh sẽ là màn Full HD có tấm nền IPS, có độ phân giải cụ thể sẽ là 1290x1080. Đấy, tần số quét lên đến 60Hz anh nhé. Đấy, giống hệt như máy của anh Đạt. Ok, còn đây anh ạ, đây sẽ là nút nguồn của máy và có tích hợp vân tay nhé. Đấy, vân tay tích hợp trên nút nguồn chứ không phải là cái này nhé, đây chỉ là cái tem thôi. Đấy, vân tay sẽ tích hợp nút nguồn. Đấy. Máy huy của anh Đạt đã nốt riêng rồi. Với huy anh Đạt, trung tâm xin phép được test lại lực cuối và tiến hành đóng ship về theo box gửi đến tận nhà anh Huy và anh Đạt. Em cảm ơn anh Huy và anh Đạt đã luôn tin tưởng ủng hộ chương trình này.